8 cách đơn giản giúp mái tóc dài nhanh siêu tốc. Với những mẹo đơn giản dưới đây, bạn sẽ sớm sở hữu một mái tóc dài. Bất cứ cô gái nào cũng muốn mình có một mái tóc dài y và chắc khỏe. Nhưng làm sao để kích thích tóc mọc nhanh mà không sử dụng bất cứ loại hóa chất gây hại cho da đầu và sức khỏe là điều vô cùng khó. Cắt tỉa Không được chăm sóc kỹ lưỡng, cộng thêm các tác nhân gây hại từ bên ngoài như bụi bẩn và ánh nắng mặt trời sẽ khiến đuôi tóc bị chảy ngọn, sợ rối và cháy nắng. Đây chính là nguyên nhân làm cho tóc không có không gian để mọc dài. Từ 8 đến 10 tuần bạn nên cắt tỉa đuôi tóc một lần để đảm bảo tóc nhanh dài. Gội đầu ít đi. Mục đích của dầu gội là rửa trôi bụi bẩn, nhưng hầu hết các loại dầu gội chứa đầy chun phát, một chất làm mất đi dầu tự nhiên cần cho mái tóc khỏe mạnh. Khi bạn cần làm sạch tóc, hãy nhớ chọn loại dầu gội không chứa sun phết, chỉ thoa lên trên da đầu của bạn để bọt chảy tự nhiên xuống chiều dài tóc rồi xả sạch với nước chăm sóc phần đuôi đuôi tóc thường mỏng nên hay bị chảy ngọn cháy nắng sơ rối và bị hư hại nhiều hơn so với phần thân và chân tóc sử dụng dầu dưỡng tóc sau mỗi lần gội đầu sẽ giúp bảo vệ và chăm sóc tốt hơn phần đuôi tránh ra nhiệt máy rối tóc uốn tóc máy hấp hóa học hoặc bất kỳ phương pháp làm đẹp nào liên quan đến nhiệt đều không giúp ích gì cho mái tóc dài của bạn nếu không thể cắt bỏ việc sử dụng công cụ nhiệt, bạn phải đảm bảo sử dụng chất bảo vệ tóc khỏi nhiệt mỗi khi tạo kiểu. Dầu dừa Massage tóc bằng dầu dừa à là một phương pháp chăm sóc tóc mang lại hiệu quả cao. Điều này giúp làm cho tóc chắc khỏe, tăng độ đàn hồi. Ngoài dầu dừa, bạn có thể sử dụng dầu ô lưu hay dầu ải hương để mang lại vẻ bóng mượt cho mái tóc của mình. Dùng gối lụa Nếu bạn thức dậy với mái tóc rối, chiếc gối bông của bạn có thể là thủ phạm. Chuyên gia Thao Chen khuyên chúng ta nên chuyển sang vỏ gối bằng lụa hoặc sa tanh có bề mặt mềm mịn hơn. Vì gối và tóc tạo ra ma sát thường xuyên, bạn không thể biết hàng ngày mình đã tàn phá mái tóc thế nào đâu. Chải đầu trước khi đi ngủ Chắc rằng bạn đã từng nghe đâu đó về việc chải đầu nhiều sẽ khiến tóc gãy rụng và hư tồn. Tuy nhiên việc này chỉ đúng khi bạn chải đầu sai cách và dùng không đúng kiểu lược. Tùy theo tóc uốn, nhuộm hay ép mà có từng loại lược riêng hãy chắc chắn rằng bạn chọn đúng kiểu lược cho mái tóc của mình. Chải nhẹ nhàng sẽ giúp tóc chắc khỏe và mọc dài nhanh hơn. Thay đổi kiểu tóc Buộc tóc đuôi ngựa hoặc búi cao ở cùng một vị trí trên đầu mỗi ngày khiến tóc bạn bị gãy theo thời gian. Lời khuyên cho bạn là thường xuyên thay đổi vị trí buộc để tóc có không gian thở và duy trì sức dẻo dai.